thân mến, hủ tiếu tàu, hủ tiếu nước, thậm chí hủ tiếu xào mềm là những món ăn được nhiều người ưa thích. Nhưng hủ tiếu xào giòn với một ít rau, quả củ thì có lẽ lại làm chúng ta đổi khẩu vị một cách thích thú hơn. Hôm nay, trong chương trình Món Chay, chúng tôi xin hướng dẫn các bạn làm món hủ tiếu xào hoặc là hủ tiếu áp chảo. Để thực hiện được món hủ tiếu áp chảo và chỉ cho đúng một đĩa, khoảng 2 người dùng, chúng ta cần các nguyên vật liệu như sau: 200g hủ tiếu mềm sợi lớn, 100g bông cải xanh, 100g cải thảo, 1 miếng đậu hũ, 5 cái nấm bào ngư, 3 nấm đông cô và một ít cà rốt. Gia vị đi kèm sẽ gồm có tương ớt, tương cà, dầu hào, đường, hạt nêm và nước tương. Trong tất cả các nguyên vật liệu vừa rồi tôi giới thiệu, chỉ có một nguyên vật liệu rất bé và rất ít, đó là một miếng đậu hũ. Phần này, tại sao tôi chỉ sử dụng một miếng đậu hũ bé như thế này mà không dùng một bìa đậu hũ nhỏ? Vì lý do, với một miếng đậu hũ lớn các bạn mua ở ngoài khoảng 2.000, chúng ta xào cho 2 người ăn sẽ dư. Cho nên là chúng ta chỉ sử dụng 1/4 miếng đậu hũ mà thôi. Và phần đậu hũ không phải là phần quyết định cái ngon của cái đĩa hủ tiếu áp chảo, mà chính là phần chính bản thân hủ tiếu áp chảo tạo nên món ngon này. Cho nên ở đây tôi chỉ sử dụng một miếng đậu hũ thế này. Và nếu các bạn không thích, chúng ta có thể không dùng cũng không sao. Với miếng đậu hũ bé như thế này, chúng ta sẽ cắt làm đôi. Rồi chúng ta cắt làm 6. Tôi sẽ cho vào đây một tí xíu hạt nêm và một ít nước tương. Và xóc đều. Đối với lại bông cải thì chúng ta cần màu xanh, và bông cải xanh thì vẫn ngon hơn bông cải trắng vì cái độ giòn và ngọt của nó. Cho nên ở đây chúng ta sẽ sử dụng bông cải xanh, và các bạn cắt miếng vừa ăn như thế này. Nấm đông cô ngâm mềm, bỏ chân nấm, vắt ráo, chúng ta sẽ cắt xéo. Nấm bào ngư xé đôi. Cà rốt thì chúng ta sẽ tỉa hoa và chúng ta sẽ cắt mỏng như vậy. Riêng đối với lại cải thảo, nếu các bạn không thích dùng cải thảo thì các bạn có thể thay đổi bằng một loại rau nào khác, nhưng có lẽ là ngon nhất là cải thảo. Kế đến là rau cải ngọt. Hai loại này thì rất là phù hợp với lại món hủ tiếu áp chảo. Cái cải thảo thì chúng ta rửa sạch rồi chúng ta sẽ cắt khúc như thế này. Đây. Bây giờ tôi sẽ chuẩn bị một chảo dầu. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ đậu hũ vào đây. Và chúng ta chiên vàng. Lúc nãy trong phần giới thiệu nguyên vật liệu tôi có nói chúng ta cần hủ tiếu sợi lớn và mềm, là loại hủ tiếu mềm, các bạn không mua hủ tiếu dai. Và thậm chí khi mua hủ tiếu mềm chúng ta cũng không chọn loại hủ tiếu sợi nhỏ mà chúng ta phải dùng sợi lớn như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ tùy ý, nếu mà các bạn muốn dễ ăn thì chúng ta có thể chúng ta ngắt ngắn bớt ra, hoặc là chúng ta dùng kéo và chúng ta bấm cho ngắn bớt. Đây, bây giờ chúng ta sẽ thả vào đây và chiên.
có một mẹo nhỏ để các bạn làm cái món hủ tiếu áp chảo này ngon. Tức là trong quá trình mình chiên hủ tiếu, nó giòn và nó giữ được độ giòn lâu, là khi mua về chúng ta cho vào một cái rổ và chúng ta để ở dưới quạt, hoặc là đem ra phơi nắng để cho cái hủ tiếu nó hơi khô khô mặt á, thì các bạn chiên sẽ rất là ngon. Còn nếu mà các bạn mua về vì cái lớp dầu bên ngoài nó bám rất là nhiều và hủ tiếu đang rất là mềm, chúng ta chiên thứ nhất là sẽ lâu và thứ hai là cái độ giòn của nó không ngon bằng. Chúng ta sẽ dùng cái vợt và chúng ta sẽ ấn nhẹ ở chính giữa miếng hủ tiếu. Rồi, sau khi chiên thì các bạn sẽ kiểm tra bằng cách như thế nào? Dĩ nhiên là cái phần xung quanh này nó sẽ giòn rất là nhanh, còn phần chính giữa thì bởi vì nó dày hơn, cho nên là lúc nãy tôi mới nói rằng chúng ta phải dùng cái vợt và chúng ta ấn nhẹ để cho cái phần chính giữa này nó nằm xuống và nó tiếp xúc với lại cái đáy chảo, đồng thời nó thấm dầu đều hơn và nó sẽ vàng đều, giòn đều luôn. Và chúng ta sẽ để ra một cái tô. Khi chúng ta đã có hủ tiếu áp chảo, tức là hủ tiếu chiên giòn rồi, thì chúng ta sẽ làm phần nhân. Phần nhân sẽ gồm có bông cải xanh, cải bắp thảo, nấm bào ngư, nấm đông cô, cà rốt. Và thay vì tôi trụng sơ phần này thì bây giờ tôi sẽ xào, và xào rất là nhanh, tức là xào tái không qua phần trần nước sôi nữa. Trước hết là chúng ta sẽ để chảo nóng, sẽ cho vào đây một ít dầu ăn, làm nóng dầu lên. Không khử bằng boro hoặc là hành tây, chúng ta sẽ xào như thế nào. Bây giờ mình để nhỏ lửa, chúng ta sẽ cho lần lượt tất cả các loại này vào, cho gia vị một lần luôn. Bạn sẽ cho vào đây nước tương, hạt nêm, đường và dầu hào. Bây giờ sẽ cho vào đây một ít nước. Chở lớn lửa và đảo đều. Bạn nhìn thấy rằng là để lửa lớn, dầu ăn vừa phải, chúng ta không trụng phần này, chúng ta xào chín. Và sau khi chín rồi thì chúng ta sẽ tắt bếp. Do yêu cầu của phần hủ tiếu áp chảo này cần phải khô để giữ được độ giòn của hủ tiếu, cho nên tôi không trụng qua phần rau quả củ này. Nếu mà các bạn trụng khi các bạn xào sẽ bị ra nước. Dù rằng hồi nãy lúc xào tôi có cho vào đây một ít nước, chẳng qua là để cho không bị cháy chảo mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cho đậu hũ vào đây. Sau khi tắt bếp này, cho đậu hũ vào đảo đều. Thì các bạn thấy rằng mỗi thứ chỉ có một ít thôi. Chúng ta sẽ lấy phần hủ tiếu cho vào trong đĩa. Và bây giờ mình sẽ lấy cái phần nhân này cho lên trên. Chúng ta vừa thực hiện xong một cái đĩa hủ tiếu áp chảo, và khi dọn ra mời khách thì chúng ta sẽ đi kèm với nước chấm. Nước chấm đi kèm sẽ gồm có nước tương, tương cà và tương ớt, và các bạn sẽ pha với tỷ lệ như sau: 2 nước tương, 1 tương cà và 1 tương ớt. Các bạn sẽ trộn đều.
Nếu ai thích ăn có vị hơi chua nhẹ nhẹ thì chúng ta sẽ cho vào đây một ít giấm tiêu. Các bạn thân mến, đi ra tiệm mà gọi một đĩa hủ tiếu áp chảo, mình vừa ăn mình vừa ngẫm nghĩ, không biết người ta làm sao mà ngon vậy. Về nhà mình cũng bắt chước làm, đôi khi thấy rằng sao hủ tiếu thì không giòn, mặc dù mình cũng áp chảo. Rồi mình ăn nhân, mình thấy sao cái nhân nó lại cũng không có giòn, mà còn cái độ tươi của rau quả củ. Thì hôm nay, món chay của Trung tâm Diệu Pháp Âm vừa gửi đến các bạn một đĩa hủ tiếu áp chảo không kém phần hấp dẫn ở nhà hàng, đúng không nào? Bây giờ thì chúng ta có thể mạnh dạn để làm được một đĩa hủ tiếu áp chảo, mời mọi người, và với một chén nước tương pha với tương cà và tương ớt, chúng ta lại tạo thêm một độ hấp dẫn thêm cho đĩa hủ tiếu áp chảo này. Thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong những chương trình món chay sau.